Ba, cho con đi làm đi. À, mày đem cái máy này ra để mày khè tao, mày áp lực với tao đúng không? Không có giỡn với con nha. Để cái máy xuống. Ba, cho con đi phỏng vấn đi. Đã, tao nói mày để cái máy xuống mày. Mày hay hả? Mày trốn. Đây, thấy chưa? Phạt nè. Thôi mệt quá. Không đi nữa. Trời đất ơi. Vậy hả? Đừng ba, ba. Dì Nữ gặp ba kìa. Trời ơi. Alo, cái gì vậy? Ê, nè, đi đâu vậy? Trời, cái con này. Ê, bà Nữ, nè, ba đuổi theo tới ổ luôn cho con biết nghe con. Đừng hòng trốn thoát nghe con. Chú đi đâu vậy hả? Tôi chạy theo con nhỏ này. Trời hả? Chú vợ dẫn chơi vậy chú? Đây là cơ quan công ty người ta làm việc chứ đâu phải là cái chợ đâu hay là siêu thị gì đó. Chú muốn đi chú muốn ra chú muốn vô. Tôi chạy theo nó mà. Không có được, không có lên đó được. Chỉ có những người xin việc làm tao mới lên đó thôi. Xin việc làm mới được lên đó hả? Ừ. À ừ. Chú đi đâu vậy? Chú đi lên nữa. Đi lên xin việc làm. Đi. Làm sao? Chú vừa phải tôi nha. Làm sao vậy? Làm cái gì đi xin việc làm? Sao hồi nãy chú không nói chú xin việc làm? Thì hồi nãy nói đuổi theo nhỏ đó mà không chịu. Nói là xin việc làm thì mới cho vô. Thì bây giờ tao xin việc làm tao đi vô. Ai việc làm? Ai nhận chú? Chú già rồi chú làm gì nổi nhận? Nè, nói chuyện cho đừng có hỗn hào nghe. Trời ơi, tôi biết rồi. À, theo cái cô hồi nãy phải không? Già, trâu già rồi mày đặt gặm cỏ non hả? Nói là gặm cỏ non. Tôi theo nhỏ đó làm gì hả? Trời ơi nè, cái tuổi của tôi sanh chú được nghe, đẻ chú được nghe, chú đừng có nói cái giọng đó hỗn hào nghe. Chú nói cái tuổi tôi, chú là sanh tôi được, đẻ tôi được. Ừ. Thì công ty này không có nhận những người làm già như chú. Đi về đi. Sao biết không làm già? Tại sao vậy? Chú tôi thiệt. Thách phải không? Ừ. Ý bảo vệ hả? Sợ chú mày ha không? Tao búng một cái là chết rồi, tao búng một cái là chết rồi nghe chưa? Xin lỗi rồi. Ha, đừng có thấy tôi nhỏ con mà khi dễ nha. Biết tôi là ai không? Trời sợ quá, bảo vệ chứ gì đâu dữ vậy? Đúng rồi. À. Tôi là bảo vệ. Ừ. Nhưng mà đừng thấy tôi nhỏ con mà ăn hiếp tôi nha. Làm sao? Tôi nói cho chú biết, tôi hô một tiếng thôi, 500 anh em bảo vệ sẽ đến đây thiên sát chú về. Ghê vậy hả? 500 anh em hả? Chứ sao? Nè, tay này á cũng có 500 anh em nha. Tay này á cũng có 500 anh em nha. Hả? 1000 anh em nó ào tới hả? Nó tạt một cái là cho biết à, giỡn mặt hả? Thách hả? Son này rất là thơm, lên màu rất là đẹp và rất là mịn môi nha các bạn. Sao ạ? Thỏ trắng hả? Bạn lấy màu số 3 hả bạn? Ok bạn nha, bạn để lại địa chỉ cho mình nha. Cái gì vậy? Anh. Giờ này bán hàng online hả? Hả? Cái người hẹn phỏng vấn đâu? Dạ, em có gọi điện rồi, cổ nói là cổ đi trễ chút xíu. Chút xíu là bao nhiêu phút? Dạ, 30 phút. Bây giờ là 45 phút, trễ 15 phút rồi. Quỷ hồ sơ đó đi. Dạ xin lỗi chị. Ủa chú Vi, ở đây làm gì vậy? Trời ơi chú ơi, cứu con với. Bà Đức ở dưới. Bà Đức ở dưới là... Cứu con. Không dấn trường hợp rồi đi. Ủa, người quen của anh Tùng hả? Dạ. Tôi lại cậu. Tôi chết đâu mà lại tôi. Tôi năn nỉ cậu. Năn cậu làm ơn là phước cho tôi lên với con gái tôi đi. Tôi lại cậu, tôi năn nỉ cậu. Tôi nói không có được. Trời ơi, tôi con mình đứa con gái duy nhất, rủi nó có cái gì tôi đau lòng lắm. Tôi lại cậu. Sao đó không đẻ nhiều đi, đẻ chi đứa rồi lo. Trời ơi, cái đó tôi đâu có biết đâu, bà xã của tôi đó chứ. Tôi cũng muốn nhiều khi bà từ chối rồi sao. Tôi nói không được, không có được là không có được. Chào em. Dạ chào anh. Em đi xin việc hả? Dạ. Em tên gì? Dạ em tên Vi. Số đo 3 dòng. Em đi xin việc mà số đo 3 dòng chi anh?
vui vẻ với anh đi. Rồi. Tôi phải đi lên. Không được, có cái gì con gái tôi là nguy hiểm lắm. Không, tôi phải đi lên. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Muốn ra. Cái gì vậy chú Đức? Con nè, con Tùng nè. Có sao vậy chú? Ủa, gì vậy chú? Ủa, cậu làm gì ở đây vậy? Đây chỗ làm của con mà. Cái gì vậy? Anh Tùng, anh quen với ổng hả? Ờ, người nhà. Người nhà hả? Trời ơi, may quá. Chút xíu nữa tôi đứt gần máu với ổng rồi. Mệt quá trời. Anh xử lý giùm tôi đi. Hồi nãy giờ ổng hai ổng đòi lên, tôi không cho lên. Ổng la làng la sớm rồi ổng. Rồi, anh được tôi khỏe quá. Để tôi ra làm việc nha. Đi cha. Ăn cái gì mà nặng quá. Nặng cái gì? Tôi nói nghe, tôi xin cho tôi đi lên, tôi coi con gái tôi nó phỏng vấn ở trển. Mà cái thằng cha nó nhất quyết chả không có cho vô. Nghĩ cô tức không hả? Trời ơi, cái gì phỏng vấn thì chú lên làm gì? Trời ơi, lên để coi rủi có ai ăn hiếp nó cái gì hay không chứ. Tôi có một mình nó là con gái à. Có cái gì cái tôi ăn nó thì sao với mẹ nó đấy? Sao đâu, bác gái trên trời chắc sẽ phù hộ cho Di mà. Cái gì? Bà đi nước ngoài bà làm việc mà cái gì đâu bà lên trời hồi nào. Ủa vậy hả? Ủa sao mà vô duyên mà rủa vợ tao chết vậy? Không phải, tại chú nói giống như là vợ chú đi xa. Trời ơi, đi xa thì bà để con nhà tôi đuôi chứ đâu phải là bà chết đâu. Thì con xin lỗi chú. Ừ, vậy bây giờ cho tôi lên trển đi. Chú lên trên đó làm cái gì? Bé Vi trên đó có ai ăn thịt ăn cá gì bé Vi đâu. Không được đâu, rủi tôi nghe nói nhiều khi mấy ông sếp sàm sỡ gái tôi. Rồi lãng đẩy bả với gái tôi đâu có được đâu. Con chú bình tĩnh đi, không có cái chuyện đó đâu. Làm sao mà có được? Nó chỉ là phỏng vấn thì hơi căng thẳng một chút thôi à. Đó chính vì căng thẳng cho nên tôi phải lên để tôi ủng hộ tinh thần cho nó. Nó càng căng thẳng thì cần phải có tôi. Ủa, đó nó nè, nguyên vẹn nè. Con xuống rồi đó hả? Sao rồi con? Trời ơi, ba dưới này ba lo quá đi. Ba sợ rủi có ai ăn hiếp gì con, rủi có ai sàm sỡ gì con rồi sao đây? Trời ơi ba, đâu có gì đâu. Đâu có ăn thịt ăn cá gì con đâu. Vậy hả? Sao, được không? Sao, đậu không con? Rồi, trớt quớ. Thua hả? Rớt hả? Vậy càng hay. Ở nhà đi, ba đi làm, ba nuôi con. Không cần thiết phải đi vô đây làm. Làm rồi rủi rồi sếp của con nó sàm sỡ con, nó dây sòm con, cái vụ này ba không có chịu. Làm gì có chuyện đó. Có sao không có, báo đăng hà rầm kìa. Ơi, con mình không được việc làm mà vui là sao? Thì vui lắm á, như vậy đỡ hơn. Tôi khỏi lo, nhà tôi nuôi nó. Ủa, ai nói con rớt? Chứ sao thấy mặt mày buồn? Con đậu mà. Đậu hả? Dạ. Cha mày. Trời đất ơi, vậy là tao nhẹ gánh rồi. Đỡ lo, con đi làm. Hiểu không? Con có tiền con phụ với ba rồi. Con cũng muốn vậy mà. Nhưng mà nè. Dạ. Sếp của con ra sao? Đàn ông hay đàn bà? Bao nhiêu tuổi? Hả? Sở thích là cái gì? Có hồ đồ, có hung dữ, có ăn hiếp con không? Có làm cái gì bậy bạ với con không? Sếp của con là ai? Sếp của con nè. Dạ, thú trời ơi chú. Cảm ơn nghe. Chúng ta xáo quá. Tùng cảm ơn nghe cậu Tùng. Thì ra cậu là sếp của nó. Tụi con mình nó là con gái. Cậu giúp nó giùm tôi nghe. Trời ơi, tôi gửi gắm nó cho cậu. Thương nó như thương em gái vậy. Cậu nhớ, cậu đừng có bam lâm với nó nghe. Trời đất ơi, con cháu không mà dặn kỳ cục. Nói chung là tôi đội ơn cậu Tùng nhiều lắm. Ôi mà, được rồi, con biết rồi. Ba, đây đó mời nghe. Dạ. Con về con ăn cơm với lại tụi nhỏ. Ê, đâu có được, đã tới đây rồi thì được bữa phải dùng cơm ở đây. Nói gì nói chứ cũng phải để cho tôi thiết đãi sếp của con Vi một bữa ăn thịnh soạn chứ. Cậu mà không ăn nghe là coi như là tôi buồn tôi giận đó. Ủa ba. Sao hồi trước con nghe ba nói là ba không có ưa chú Tùng mà. Vô duyên đến mày.
Tự nhiên nói chuyện kỳ cục, hồi trước là hồi trước, bây giờ là bây giờ. À, cậu Tùng ăn đi nghe, từ rài sắp tới coi như là cái cửa nhà này đó ha, lúc nào cũng mở sẵn mà chào đón cậu Tùng hết đó. Ừ, coi cậu Tùng như người trong nhà. Trời ơi, vậy mà hồi trước con nghe ba nói chú Tùng là người ác nhân này ác nhân nọ. À, mày tin không mà tao phóng cặp đũa không, mày tin không? Kỳ cục mà ba đang nói chuyện vui mà cứ chọc vô làm cho ba với cậu Tùng hiểu lầm mà kỳ thiệt luôn á. Cậu Tùng nè, ăn uống đi ha, cho tôi gỡ gấm vi cho cậu, cậu làm sếp của nó mà, có gì cậu nâng đỡ dạy dỗ nó, có gì lên lương nó đều đều là tôi chịu à. À, trong công ty của con mà nếu mà làm giỏi có năng lực thì sẽ nhận lương cao. Ờ vậy hả, nó năng lực lắm, nó rất là năng lực. Trời ơi, nó là con tôi mà, tôi dạy nó, tôi truyền lửa cho nó mà. Thôi mời cậu ăn, mời cậu ăn nha. À, đây là đồ ăn ngon không đó? Dạ, mời ba, mời Tùng. Ờ, mời cậu ăn đi. Ai cho mày ăn cái này? Cái này mày không được ăn. Ủa? Ờ, cậu Tùng, ăn đi cậu Tùng. Cái này gì không được ăn? Ờ, cậu mời cậu ăn. Dạ. Ủa, cái này là cái gì vậy? Ờ, đây cậu ăn đi, đó, mời cậu ăn. Cái này là biến dê đó. Biến dê đó. Cái biến dê. Ờ, biến dê. Tại vì tôi thấy cậu á cũng hơn ba mấy tuổi rồi, cho nên cậu ăn cái này nè, để nó tăng cường sinh lực lên. Trời ơi ba. Ờ. Ủa ba không sợ chú Tùng ăn rồi chú Tùng dê như viên mới hả? Ba. Bỏ lại, bỏ lại, bỏ lại, bỏ lại. Ăn thịt quay. Ăn cái này. Ăn thịt quay, ăn cái này. Ăn bánh hỏi. Nghe, còn cái này để tôi ăn. Cậu đừng lên ăn. Một mình bác ăn hết một dĩa. Ăn từ từ, ăn không hết cất để dành. Để tôi làm ăn. Dạ, mời cậu ăn. Dạ mời ba, mời chú Tùng. Dạ mời chú. Mời. Ăn đi. Có tình yêu thương của ta, và cha sẽ mãi mãi trêu chè. May mắn sẽ đến bên con, dù là những đứa con trên trời rơi xuống. Đáng yêu quá chừng. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na.